Hello, xin chào các quạt. Chào mừng các quạt đã quay trở lại với kênh Nguyễn Review. Hoặc là nếu các bạn lần đầu tiên xem kênh của mình và đang tham khảo một sản phẩm mới. Thực ra thì với mình thì sản phẩm này mình nghe từ lâu rồi nhưng bây giờ mình cũng dùng. Thì cứ coi như là chúng ta cùng mới đi. Một sản phẩm mà mình chưa dùng bao giờ được phản hồi rằng là hiệu năng rất tốt. Được phản hồi rằng mùi hương rất là tốt. Bản thân mình cũng thấy mùi hương tốt luôn. Bao bì nhìn trông cũng rất là bắt mắt. Tuy nhiên có một điểm mà phải ngay cả nhà sản xuất họ là phải ghi trên bao bì, và mình thấy rằng là cái sản phẩm này phải nói rằng là thiết kế của nó rất ngu, đẹp nhưng mà ngu. Xin giới thiệu với các bạn Analog Paste. Rất nhiều người nói với mình sản phẩm này hiệu năng rất tốt, nhưng trước khi để nói về nó hiệu năng tốt thì mình sẽ đọc cho các bạn về một cái dòng nhỏ nhỏ ở đây. Đây là dòng cảnh báo. Dòng cảnh báo này nhằm ám chỉ ở trong lọ có một cái cạnh sắc không nên móc tay vào và rất là dễ đứt tay. Đó là chính là cái cạnh nắp này. Các bạn nhìn không ạ? Đó, chính là cái viền nắp này. Và người ta khuyên cáo rằng là không nên móc ở phần các bạn nhìn thấy phần sáp ở bên trong này không ạ? Đó, không nên móc phần sáp này, rất dễ bị đứt tay. Thì trước khi mà review sản phẩm thì mình phải nói trước về cái điều này rất là nhiều trong clip của mình. Không nên cọp cái ngón tay này khi móc sáp, không nên co ngón tay khi móc sáp. Nhưng mình phải khẳng định các bạn luôn, đây độ dài của ngón tay của chúng ta đây. Nếu mà chúng ta móc sáp mà chỉ cần đơn giản là nó móc ở giữa thôi ấy, thì mình không nói làm cái gì. Nhưng chúng ta chắc chắn là sẽ có những cái, các bạn nhìn nhìn cái lọ này, cái phần nắp này nó không không nó ở bên trong cái phần viền này đúng không ạ? Thì tức là chúng ta mặc định là khi xuống sâu chúng ta phải móc. Và cái điều đó nó khiến cho chúng ta bị nguy hiểm khi mà sử dụng cái sản phẩm này. Phải nói là thiết kế cái sản phẩm này rất là ngu đó. Nói như thế thôi. Ai bảo là ông làm được như họ không mà nói thì phải nói rằng là làm được nhá. Làm được. Khẳng định luôn làm được. Đây ông Khoa Develop Trizet đấy. Làm được rồi nhá. Đấy, tự đặt hộp. Làm được như họ không mà nói. Đấy, tự đặt hộp. Và những cái hộp như thế này, cái công năng sử dụng của nó là con số âm. Thế nên là phải nói rằng là ngu. Đó, ngu. Bởi vì là nếu mà cái hộp, cái công năng sử dụng của nó kém ở một cái phần nào đấy, nó hở, nó méo, nó rẻ tiền, không đều, ok, nó là một cái điểm, số điểm rất là thấp. Nhưng mà cái số điểm mà làm hại đến người dùng ấy, thì chỉ có một câu, thế đấy là ngu. Đấy, đây là một sản phẩm ngu. Ngu ở về phần thiết kế của cái chọn lọ. Thì ở đây không chỉ là ngu một người, đây là ngu có tổ chức. Tức là đây là một bản collab của ba hãng. Đây không chỉ là một sản phẩm đơn thuần các bạn, đây là sản phẩm hợp tác của ba hãng, ba thương hiệu đó. Thì ít nhất là có ba ông founder tạo ra ba thương hiệu, ba người đang làm kinh doanh, tức là ba người có đầu óc mà không hiểu sao chọn cái lọ này. Là mình nghĩ tới việc là giống như mình ở Hebros tự nhiên đang thừa một đống lọ, xong rồi không biết làm gì, thế là làm sản phẩm. Nó là cái chi phí cơ hội các bạn ạ, chứ không phải là cái vấn đề là cái tiếc cái đó đâu. Bù lại thì sau cái sự phẫn nộ đấy thì cái mùi hương của sản phẩm rất là tốt đấy các bạn. Mình thì không đọc giới thiệu sản phẩm ở trên bất cứ nguồn nào, nhưng mà nếu các bạn tò mò mùi hương sản phẩm thì mình sẽ tả ngay sau đây. Nó là hoa nhẹ nhàng lắm, nhưng mình không luận là hoa gì đâu. Là nhìn chung nó nhẹ nhàng lắm, nó thơm mà theo cái kiểu mà bây giờ mà miêu tả là con Dior Sauvage EDT thì không biết là các bạn có bị ghét không, hoặc là có bảo mình là hay cứ lấy con đấy vin ra làm cái mô tả một cái mùi hương không. Nhưng mà nó kiểu mùi hoa nó dịu như thế các bạn, nó dịu lắm mà nó thơm, nó kiểu như vậy. Tức là có những người thích, có những người không thích, mà nói chung là cái kiểu mùi hoa mình muốn miêu tả nó giống con Dior Sauvage EDT đấy, thơm lắm. Nó là kiểu, tức là không phải là giống mà là cái thơm của nó là nó thơm nhẹ nhàng như vậy ấy. Thơm nhẹ nhàng thanh cảnh như vậy ấy. Thơm cực kỳ luôn, ngửi rất là thư giãn luôn. Mình tin chắc chắn là mùi này cả nam cả nữ đều thích, không có ai ghét mùi này cả. Thơm nhẹ nhàng lắm. Đấy, và còn quay trở lại, không có nói về mùi hương nữa. Chúng ta nói về cái
nhãn dán đi. Mình thấy ở đây một cái nhãn dán có vẻ như là đề can bình thường thôi, thực sự mà nói. Ở đề can bình thường thôi mà dán nhãn với một cái mặt phẳng như thế này nó rất là gượng ép với các bạn. Các bạn nhìn thấy đủ một chỗ lồi lõm này à. Thì cái điều này nó là cái điểm cũng lại là trừ của cái sản phẩm này. Mình thì nó thật là cái nhãn này thì nếu mà về hình ảnh, về tất cả mọi hình ảnh trên bao bì thì mình không có chê trách gì nó cả, nó ổn, nó ổn để mà nó đẹp, để mà nó đẹp để mình nhìn thẳng như này. Mình không nghĩ là nó gọi có nên gọi là nó đẹp, nhưng mà nó ổn thôi. Tức là nhìn mà nó không bị một cái phản cảm nào đấy. Tuy nhiên là cái thiết kế hộp này là mình luôn luôn liên tưởng tới loại hạt tiêu. Nó thật với các bạn là mình làm là mình cực kỳ liên tưởng tới loại hạt tiêu luôn, chứ không phải là một cái lọ mỹ phẩm bình thường. Đó. Thì tạm thời là cái nhãn này nhận xét là bức ổn, và chúng ta sẽ có giới thiệu về sản phẩm. Chúng ta ở đây là here we hold medium size. Ok. Đây, bên này là giới thiệu về sản phẩm này. Đấy, nói về tại sao ba hãng này hợp tác với nhau, để hình ảnh của một ông nào đấy ở trong một trong ba hoặc là cả hai. Đấy, và đây hiệu năng sản phẩm ghi mỗi tí ở đây. Tất nhiên là cũng may may mắn là đọc được rõ chữ và hướng dẫn sử dụng sản phẩm kèm các thành phần. Ở đây chúng ta sẽ có trọng lượng của sản phẩm là bồ nao, bồ nao Z đấy. Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng nhau trải nghiệm cái sản phẩm này và hy vọng là mình sẽ không bị đứt tay. Chất sản phẩm đúng paste luôn các bạn, mềm kinh. Eo ơi, mềm một cách quá đáng ấy. Mình không nghĩ là nó mềm như này đâu. Không nghĩ thế. Đúng là paste thật. Đúng là paste thật. Để lật xem thành phần nó có gì nào. Thực sự ra mà nói, thành phần này không phải là thành phần cơ bản của Homebrew. Khá tốt. Ồ, đúng là paste thật, giống như kiểu xoa udao ấy. Có một xoa ra còn mùi khác nữa. Ồ, xoa là mùi khác luôn các bạn luôn. Cảm nhận một mùi khác luôn. Nó không chỉ là hoa nữa mà nó còn có cả cỏ nữa. Cỏ, gỗ, nó giống như kiểu là có nốt thoắc hương ở trong này vậy. Không biết là mình ngửi đúng không nhỉ? Thoát hương và patchouli các bạn. Nói chung là nó sẽ không còn dịu 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 như lúc ban đầu chúng ta ngửi ở trên lúc mà chưa móc nữa, mà bây giờ nó đã có một chút cái sự nam tính ở đấy rồi. Đó. Ok, và móc. Đấy, các bạn nhìn cái thao tác móc của mình nhé. Bình thường chúng ta sẽ móc như thế này, đúng không? Thì rõ ràng là không tránh khỏi là việc là nó dính lên cái miệng này. Và thêm nữa là khi mà chúng ta thọc tay thẳng vào đây này, thọc tay thẳng vào đây này, thì chúng ta vẫn rõ ràng phải co lên để móc này, đúng không? Nó cái ngón tay của chúng ta cong như thế này. Đó, cong như thế này. Để móc sản phẩm. Thì đấy là cái điều mình lưu ý với các bạn. Nếu mà khi các bạn sử dụng sản phẩm đến một lượng nhất định rồi thì các bạn nên chuyển nó sang một cái lọ khác để an toàn hơn cho bản thân. Và sản phẩm của chúng ta thì có màu trắng mà có thể rất đánh tan rất là dễ dàng. Đấy, ở đây. Thì nhân tiện là trong lúc vuốt tóc thì đây là sản phẩm tài trợ của Yohe tài trợ. Thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo các sản phẩm của Yohe ở trang web, fanpage Facebook. Mình đã để ở phần dưới cái phần mô tả clip. Yohe là một đại lý shop vuốt tóc khá là uy tín ở Hà Nội.
kinh doanh cũng khá là lâu, nhưng mà có vẻ như là Yohe không đẩy mạnh quá vào cái mảng là tương tác online. Thế nên là các bạn sẽ rất là hiếm khi thấy ông chủ hoặc là nói chung là nhân viên của Yohe đi tương tác hay đi trả lời comment của các bạn giống như cả các shop khác ấy. Thì một cái điểm hay ở Yohe, thực ra thì Yohe tương tác offline lại lại nhiều hơn, lại rất là nhiều. Đó. Bằng chứng là cái có cái hội chợ gì mà bán đồ cho kiểu thanh niên ấy, bán đồ hip hop ấy, The New District à, quận mới ấy. Thì Yohe 2 lần tổ chức ở Hoa Lư thì mình đều xem, mình xem danh sách và đều thấy Yohe ở trong trong danh sách đấy, đều có trọng một cái bốt hàng ở, ở tầng 1. Và cả 2 lần mình đều đi thì tức là cái đấy họ tổ chức 3 lần rồi thì phải. Thì mình đi 2 lần, thì 2 lần mình đi thì đều tìm nhưng mà không thấy. Chắc là ở ở một chỗ nào đấy, nhưng mà đấy thì đấy miêu tả cho các bạn rằng là gì? Yohe không phải là một nơi mà quá mới với mọi người. Cũng không hẳn là quá chìm, họ làm kinh doanh theo một cái hoạt động kiểu khác, là hoạt động kinh doanh theo hướng là tiếp cận trực tiếp khách hàng offline, chứ họ không tiếp cận online khách hàng quá nhiều. Thế là thì rõ ràng là Yohe thì có tất cả mọi kênh, nhà cửa hàng rồi gì nhỉ, website, fanpage, các bạn hoàn toàn thể hỏi tư vấn hoặc là đến trực tiếp để thử nghiệm sản phẩm. Thì địa chỉ tất cả mọi thứ mình sẽ ghi ở phần mô tả clip đó. Thì khi mà mình cảm nhận về cái con đang chải chải tóc này ạ, thì cảm nhận về cái con sản phẩm này, đầu tiên thì mình thấy nó khá là mượt. Mà cái medium size của họ, thực tế cũng chả lên đến medium. Nó là một cái điểm trừ cả medium size, cả việc heavy hoe. Các bạn có thể thấy rằng một con paste mình trải như một con pumice. Các bạn sẽ thấy như nào? Đối với bản thân mình thấy rằng là với con paste này, khi mà trải lên, đây là lần đầu tiên mình sử dụng nha, chứ không phải bảo là mình lên clip trước. Mình sẽ cảm nhận ra một cái là với tóc mình nó mức firm hold, vừa đủ dính. Cảm nhận là thực sự ra là có một cái độ nặng nhất định thôi, chứ không phải là quá nặng để đè bẹp tóc xuống. Và các bạn có thể thấy tóc mình chảy, thực sự ra nói là rất là đẹp đúng không bạn? Giống như kiểu là review cái hôm có review Stickmore ấy, con này cũng như vậy, nhưng mà là cái phiên bản giống như kiểu là nhẹ nhàng hơn một nửa so với con Stickmore ấy. Thực sự là nói là như vậy, và mình rất là tò mò khi mà cào tay không biết là như thế nào. Có một cái độ rít các bạn nhé, có cái độ rít nhất định. Một cái độ rít nhất định. Nhưng mà với cái độ bóng này, là thực sự với các bạn nhé, với cái độ bóng này thì mình không nghĩ rằng là các bạn nên cào tay đâu, dù nó là một con paste thật. Với cái độ bóng này thực sự, tại sao mình lại đề xuất thế? Cái độ bóng này thực ra thì nó cũng không quá cao đâu các bạn, nhấn mạnh với các bạn là nó không quá cao, nhưng mà nó vừa đủ cao để khi mà các bạn lùa tay lên tóc, các bạn cào ra texture vậy, tất nhiên là vẫn có thôi, nhưng mà nhìn nó rất là bết ấy. Mà khi đấy thì cảm giác nó bị xấu, nó một là không được tự nhiên, mà hai thì cũng không được trông nó gọn gàng, và ba là nó bị kiểu nhìn trông nó bị bóng, bị bết. Thì các bạn sẽ hỏi ra một cái câu hỏi rằng là sẽ có những cái sản phẩm sáp như thế này, một sản phẩm sáp bóng, chứ không phải là một sản phẩm pomade bóng, thì những cái sản phẩm sáp bóng đấy sẽ hỗ trợ kiểu tóc nào? Thì thực ra thì những cái sản phẩm sáp mà nó có độ bóng nhất định, điển hình như là con Silver Fox của Bavillian,
thì nó cần một cái độ giữ nếp, mà làm sao để cho những cái lọn tóc ấy nó dính vào với nhau và nhìn trông nó cứng ấy, nhìn trông nó cứng hẳn vào với nhau ấy. Thì lúc đấy nhìn cái cảm giác của cái mái tóc nó là cái sự cố định, cái sự bóng bẩy một cách cố định, cái sự bóng bẩy cố định nhưng mà vẫn tạo ra những cái hiệu lọn tóc cái trời đẹp. Còn những cái sản phẩm ví dụ như cái sản phẩm Analog Paste này mình đang review cho các bạn, nó lại theo cái hướng mà sản phẩm hướng mềm nha các bạn, hướng mềm nha, dùng thì rất là thích đúng không ạ, trải lược rất là thích, nhưng mà để mà nói là sản phẩm này để mà cào tay để mà semi mát thì nó có hợp lý không, thì mình xin đề xuất rằng là chỉ hợp lý khi mà tóc bạn là tóc khô hoặc là tóc nhuộm hoặc là tóc tẩy, nó chỉ hợp lý như thế thôi. Còn nếu mà tất cả những bạn nào tóc bình thường đang muốn tham khảo một con paste để cào tay, mình nghĩ rằng là analog paste thực sự không quá phù hợp với cái tiêu chí đấy, nó bởi vì nó có một cái độ bóng nhất định. Tất nhiên là bây giờ mà mình mới trải nghiệm lần đầu mình cũng không rõ rằng là nó có giảm bóng hay không. Tuy nhiên thì đầu tiên phải nói rằng là không đúng một cái gì trên bao bì luôn, nhưng mà được cái mùi thơm đấy. Chai lọ thì ngu, thiết kế thì bình thường. Ở đây thì nghe đến đấy thì các bạn sẽ bảo là vậy tôi mua cái sản phẩm này làm quái gì, nhưng mà phải nói thực sự với các bạn luôn là cái trải nghiệm mà mình đang được trải nghiệm này có thể là nó không giống trên bao bì, nó chỉ ở mức firm hold, nó chỉ ở mức satin shine hoặc natural shine thôi, để cho các bạn dễ hình dung. Thì nó không được medium shine và heavy hold, nhưng mà được một cái nhé. Và không chỉ một, mình nghĩ là cái ưu điểm nó quá lớn thì mình nó phủ nhận nó đi. Tức là khi mà lên tóc ấy, nếu mà so nó với một con pomade gốc nước cơ bản, thì thực sự mà nói với các bạn, thực sự mà nói, con này nó lại làm rất tốt cái nhiệm vụ của một pomade gốc nước như vậy. Thực sự đấy, làm rất là tốt nhiệm vụ đấy. Và các bạn sẽ hỏi mình là liệu có tính nó là con pomade gốc nước hay không, thì mình xin phép các bạn là mình đọc thành phần. Thì mình xin trả lời, nếu mà để với cái hiệu năng này, nếu mà cái chất sáp, người ta không quan tâm quá đến chất sáp, người ta quan tâm đến hiệu năng, người ta muốn nhấn mạnh rằng là tôi muốn các anh sử dụng như vậy, thì hoàn toàn người ta có thể đặt tên là Analog Pomade. Nhưng phải nói rằng là cái chất sản phẩm như mình đã nói với các bạn, nó rất là mềm, nó rất là chuẩn paste luôn, nó rất là tuyệt vời. Thế nên là với một cái sản phẩm paste, nó là một cái sản phẩm, thực ra thì với tất cả những cái sản phẩm ngoài wax thì chúng ta đều có thể linh hoạt với nó, ngay cả wax luôn, chúng ta đều có thể chạy được, chả ai cấm dùng wax để chạy được cả, chỉ có cấm là dùng pomade để cào tay thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể chạy được nếu mà cái sản phẩm có thể đáp ứng được. Tất nhiên là nó sẽ không tốt bằng pomade. Vì vậy quay trở lại vấn đề chính, con paste này liệu mà khi mà chúng ta mua paste, chúng ta để chúng ta sử dụng thoải mái, mà chúng ta lại mua, mà chúng ta lại xem được cái clip này, chúng ta xem con này liệu nó có đáng không, thì mình nghĩ rằng là khi mà các bạn tìm hiểu về một con paste và khi mà mình nói như thế này, thì các bạn sẽ hiểu được rõ hơn rằng là, tức là các bạn sẽ chuẩn bị cái tâm lý rõ hơn về cái mặt cảm xúc, về mặt cái mặt hiểu biết về cái sản phẩm. Ở đây chúng ta hoàn toàn có thể mua Olamat paste, do hẹn cũng có bán. Thì các bạn sẽ có bảo là con Olamat paste và con Analog paste này so sánh được với nhau hay không, thì nói với thẳng với các bạn luôn là có, nhưng mà để mà so sánh rằng là chất sáp của hai con với nhau, mùi hương hai con với nhau, ok mình so sánh được. Nhưng mà để mà nói về công năng của hai con thì mình nghĩ rằng là nó lại ở hai thái cực ngược nhau. Analog paste sẽ dành cho những ai muốn chải tóc gọn gàng, lịch sự, có một chút bóng bẩy. Mắt paste và tất nhiên sản phẩm tiên ẩm nha. Mắt paste thì sẽ kiểu khô hơn, nhám hơn, tơi hơn rất là nhiều, tạo phồng tốt. Tất cả mọi thứ nó dành cho những cái người có cái hướng ngược lại, là cái hướng năng động, không muốn sử dụng một cái sản phẩm nào quá gò bó vào cái mái tóc của mình. Tuy nhiên thì vẫn đề xuất các bạn
sử dụng analog paste. Tại sao mình lại luôn đề xuất các bạn sử dụng analog paste? Tại vì tất nhiên là không phải vì tài trợ rồi, yên tâm, không phải vì tài trợ. Tại vì với kinh nghiệm, với hiểu biết của mình, tất nhiên là bỏ qua cái phần lọ ngu thì rất là khó để liệt kê ra một cái sản phẩm nào nó thoải mái như thế này. Hoàn toàn chúng ta có thể mua clay pomade nha, đúng không? Mua clay pomade về để vừa cao tay vừa chải lược, hoàn toàn nha, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề đấy là con clay pomade nó sinh ra nó kiểu nửa nạc nửa vỡ nửa mỡ như vậy, thì thà chúng ta sẽ mua cái sản phẩm này. Đầu tiên chúng ta vẫn sẽ có một cái độ bóng nhất định, sẽ có một cái độ bóng nhất định. Cái thứ hai rằng là cái sản phẩm này để mình đặt lên là hoàn toàn là mình không thấy một cái loại đất nào ở trong này. Tức là đây là hoàn toàn là sản phẩm hướng ẩm luôn. Khi mà nó đã sản phẩm hướng ẩm rồi thì rõ ràng là dưỡng chất của nó cao hơn tất cả những cái sản phẩm chứa clay, chứa đất. Rõ ràng, bởi vì là khi mà cho một cái đất vào thì chúng ta phải cho dầu để cân bằng vào, đúng không? Chứ không phải là cứ thế ten 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 là cho đất lên xong rồi rõ ràng là quảng cáo đất hút dầu nhưng mà nó lại những cái lại có bổ sung thêm vitamin lên tóc, chả hiểu là vitamin nó thấm theo cái dạng không khí hay cái dạng khỉ gì nữa. Mình cũng không biết được quảng cáo như thế nào để cho vừa lòng cả hai bên luôn. Nói chung là những cái dạng mà có clay ấy, thì thường là cái clay đã có tính năng hút dầu rồi. Nó đã tính năng hút dầu rồi, bây giờ quảng cáo hút dầu xong lại bảo là có cái vitamin này, vitamin kia thấm vào tóc, thì mình không hiểu là nó thấm vào cái đường nào luôn. Thực sự nó không hiểu là nó thấm vào cái đường nào luôn. Vì rõ ràng nó đang là một cái hệ cân bằng rồi, có dầu để cân bằng cho nó, thì nó có một cái độ đặc ổn định như vậy, cả chất ổn định, chất hợp với ABC các kiểu, xong rồi vuốt lên tóc, nó hút dầu của hút mồ hôi, hút dầu ở trên mái tóc, xong rồi lại còn bổ sung thêm vitamin. Thì không biết là bổ sung thêm vitamin ở đây là bổ sung thêm vitamin theo cái đường nào, vì vốn dĩ là cái sản phẩm đang hoạt động hút dầu ở trên bề mặt tóc rồi, đúng không? Thì bây giờ vitamin muốn đi xuống, muốn thấm vào, thì ví dụ là nó ở cái dạng mềm dạng lỏng đi, thế dạng mềm dạng lỏng thì không cũng phải là dầu, không có phải để dầu để hút được đấy, đúng không? Thì cái tóc nó vẫn dễ giữ cái sản phẩm clay nó sẽ vẫn dễ giữ khô như vậy. Thì những cái sản phẩm hướng ẩm như thế này có thể là không quá thoải mái với các bạn, không quá thoải mái thực sự luôn, không quá thoải mái với các bạn, vì các bạn sẽ rất là ngại bết. Nhưng mà nếu mà để mà mình nói rằng là có nên mua nó hay không thì mình bảo là đấy, nên mua. Bởi vì là khi mà các bạn sử dụng một cái sản phẩm ẩm ấy thì chắc chắn rằng là cái dầu, cái nước nó cũng không thoát được đi đâu rồi, nó ở trên tóc của chúng ta, và có thể nó duy trì dần dần tóc của các bạn sẽ mềm ra. Tất nhiên là nó không phải là cái hiệu ứng quá nhanh nhưng mà nó cũng sẽ mềm ra thôi đó. Và đây là những cái về phần 1, về những cái cảm nhận đầu tiên của mình về con analog paste này. Mình sẽ quay trở lại sau vài giây nữa để thử nghiệm xem rằng 5-6 tiếng sau thì analog paste sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu gì. Nó có tơi ra, nó có giảm bụng bóng đi không, mùi nó có mất đi không. Mình rất là hào hứng. Thực ra thì mình vẫn có tham vọng để mua con sử dụng con này để cào tay ấy. Thì không biết rằng là sau vài tiếng nữa nó có giảm độ bóng đi không. Và nếu nó giảm độ bóng đi thì vô hợp lý quá. Cuối ngày đỡ phải sử dụng lược để chải lại tóc, cứ thế lùa tay lên mà chỉa thôi. Và đó là những gì mình mong muốn, đó là những gì mình đang trải nghiệm ở phần 1 của clip này. Thì mình sẽ quay trở lại với phần 2 luôn. Quý vị đừng chuyển kênh. Mình quay trở lại. Và bây giờ là kết luận về con analog paste sau khoảng 10 tiếng sử dụng. Chính xác ra là còn độ khoảng 11 phút nữa thì đủ 10 tiếng. Nhưng mà thôi thì cứ tính tròn là 10 tiếng. 9,9 bỏ là 10 luôn nha các bạn. Đó. Thì hôm nay như là mình phần 1 mình nói thì mình vẫn không đồng tình với kiểu làm ăn của cái hộp này. Ai đời đi chọn một cái hộp như thế này, sau đấy thì mình ghi cảnh báo là hộp này có thể bị rất dễ bị đứt tay bởi cạnh nắp. Đó. Thì nói thêm rằng là thực sự ra mà nói thì cái hộp này cũng không phải là không có cái gì đáng khen. Thì cái nhà sản xuất của cái hộp này mình nghĩ là họ không làm để làm hộp sáp đâu. Mùi thơm lắm các bạn. Mà cái nó làm ra là hộp gì ấy, bởi vì là cái nắp để mà giữ cái hộp này này, các bạn nhìn này, bằng cao su nha, nên nó sẽ khít hơn là bằng cái giấy bìa. Thì vì là lúc nào cái giấy bìa ấy, thì lúc nào nó cũng có một cái sự gọi là ở cao su thì nó đàn hồi, nó
Các bạn ấn nó bằng lực thì nó phẳng lại, thì còn với cái giấy thì nó đến một cái mức nhất định nào đấy thì nó cũng sẽ bị hỏng. Thậm chí là với những sản phẩm cốc nước này, những cái giấy như vậy thì cực kỳ gọi là dễ hỏng rất là nhiều so với cao su. Đó là những cái mà mình đã được trải nghiệm rất là nhiều sản phẩm mình có được. Thì đấy, cũng phải khen cái lọ nó được như thế. Và thực sự mà nói thì cái lọ này cầm trên tay phải nói rằng là cũng rất là thú vị. Không phải là chê quá, nhưng mà thực ra thì cái hình thức thì nó cũng ổn, cái chất lượng về cái mặt chất liệu thì cũng ổn. Nhưng mà phải nói rằng là cái công năng sử dụng thì nó quá là bất ổn. Thực sự mà nói là như thế. Thì nói về quay trở lại cái sản phẩm, cái hiệu năng sản phẩm là cái thứ mà các bạn mong chờ nhất, thì hoàn toàn các bạn có thể thấy rõ kết quả ở đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ không có một cái sản phẩm mà duy trì độ bóng cả ngày, và cũng không duy trì độ giữ nếp cả ngày, và cũng không duy trì mùi hương cả ngày. Có thơm giữ hương rất là lâu. Tất nhiên là ở trên cái mức trung bình, đúng là 5 đến 6 tiếng thật, giữ hương tốt. Giảm bóng, giảm giữ nếp. Vậy nếu mà giảm giữ nếp, bản thân là trên tóc mình nhé, bây giờ cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng một cách kinh khủng luôn đó. Và các bạn nhìn thấy ở trên tóc mình nó sẽ ở mức cơ bản này các bạn. Tức là cái sản phẩm này là một sản phẩm cho những người đã có form tóc sẵn, định hình form tóc. Thực sự mà nói là dành cho những người có form tóc sẵn, và kiểu như là đây mới thực sự là một cái con mà styling treatment. Thì mấy ngày trước mình có up nhầm clip lên ấy. Thì đấy, thì bởi vì mình làm con styling treatment trước con này, thế nên là mình có nhận xét như vậy. Tuy nhiên thì mình up clip lên sau, thì ngày mai các bạn sẽ được xem styling treatment thôi. Thì mình cũng phải buộc phải nói như thế này: con này nếu mà so với styling treatment của Odao thì cái con này mới xứng đáng là cái tên là styling treatment, mới xứng đáng ra là một cái sản phẩm dành cho tóc dài, dành cho loose hair, dành cho những cái mà tóc rối. Thì thực sự các bạn có thể sử dụng nó trên tóc rối như thế nào, các bạn sử dụng nó trên tóc ướt hoặc tóc ẩm, sau đấy các bạn đã bắt đầu sấy nó lên và sử dụng như thế. Một là với tất cả các sản phẩm, nhất là sản phẩm gốc nước, nó sẽ giảm đủ phần độ giữ nếp. Cái thứ hai, với cái sản phẩm này như mình đã giới thiệu ban đầu, đấy là cái độ dính của nó vừa đủ để thành pomade, và cái độ bóng rất là cao so với một con sáp thông thường, thì thành ra chúng ta không thể nào có tay được. Nhưng mà nếu mà để mà sử dụng như mình vừa gợi ý với các bạn, thực sự ra mà nói là rất là tuyệt vời. Nó rất là tuyệt vời. Tuyệt vời nó ở chỗ rằng là đấy, sau cuối ngày các bạn nhìn này, với tóc dài của mình texture rất là nhiều, chỉnh lại mái tóc các bạn nhìn này, rõ ràng thì nó không giữ nếp được. Đây các bạn nhìn nhé, các bạn nhìn mình lắc lắc đầu với các bạn nhìn phần tóc này mình toẹt ra này đó. Bình thường những con giữ nếp cao, những cái phần tóc này này nó sẽ bám theo cả một cục, các bạn nhìn cái độ tơi của nó này đó. Đây là phần mái nhá, đấy, kéo lên. Đây là lý do vì sao mà chúng ta không nên nuôi form tóc quá dài, kéo lên nha. Các bạn sẽ nhìn rõ phần mái tóc này mình lùa ra này đó, các bạn sẽ nhìn rõ đúng không ạ, nó sẽ bung ra, nó sẽ không mất mất đi cái sự liên kết của các sợi tóc. Thì cái sản phẩm này chắc chắn là không phải độ giữ nếp heavy hold, đấy là cái minh chứng cho các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng sản phẩm này không phải là heavy hold như trên bao bì ghi đó, minh chứng rất là rõ ràng như vậy. Đúng. Các bạn không thể nào chối cãi được, bởi vì là tóc mình dài, tóc dài không có dài, có thể là cái phần này phần trên nó không liên kết với phần dưới, ok, nhưng mà một phần nó phải liên kết với nhau các bạn nhé, nó phải đóng theo cục, nó thành thành một cái cục tóc luôn đấy, một cái mảng tóc luôn đấy. Thì cái heavy hold mình kỳ vọng nó, cái giữ nếp cao nó kỳ vọng ở đấy. Còn cái sản phẩm này hoàn toàn ở trên tóc mình bây giờ, bản thân tóc mỏng bây giờ còn đang cảm nhận nó chỉ còn medium firm, chứ chưa thực sự là đến cái firm lúc ban đầu mới vuốt, thì còn huống chi là trên tóc dày, nhất là rộng dày dễ che. Mình không nghĩ rằng là cái tóc dày dễ che nó phù hợp với cái sản phẩm này lắm. Tóc mật độ dày nhưng sợi mỏng hoặc sợi bình thường ok, tóc dày dễ che mình nghĩ sản phẩm này nó thiếu giữ nếp lắm các bạn. Thì đó là những gì mình có thể nói với Analog Paste cũng như là bên tài trợ là Yohan. Thì nếu các bạn là một
người tóc tẩy nhuộm. Thì với Analog Paste này, mình tin chắc chắn rằng là đấy là sản phẩm, đây là sản phẩm dành cho các bạn. Nó cũng giống như con Molding Paste của Forte Series. Đây là đọc là Forte đúng không ạ? Forte Series đấy. Forte gì đấy. Nói chung là có hai từ. Thì đấy, nó giống con Molding Paste đấy. Nhưng mà mình thực sự mà nói với các bạn, so ngay cả với con Molding Paste đấy, con Molding Paste đấy còn khó để gọi tên. Tức là nó có một cái độ nặng hơn con này. Nó có một cái độ nặng hơn con này, chắc hơn con này, cái khả năng duy trì nó tốt hơn con này. Nhưng mà thực sự mà nói, khi mà con này nó nhẹ và nó thoải mái như này này, tóc của các bạn đã vào form rồi. Con này khẳng định với các bạn luôn là ẩm hơn con Molding Paste. Tóc đã vào form rồi nhá, tóc đang tóc tẩy nhuộm nhá, mà cần những cái con như thế này cực kỳ luôn, dùng cực kỳ thích. Mình đã từng tẩy tóc rồi, các bạn biết rồi, mình đã từng tẩy tóc rồi thì những cái con này cực kỳ thích luôn, cực kỳ thích, rất thích luôn. Đó là cái ưu điểm là tại sao mình phải nhấn mạnh các bạn, không phải vì tài trợ đâu nha, bởi vì mình đã từng trải qua cái điều đấy rồi và mình hiểu rằng là cái sản phẩm nào dành cho cái thời điểm như nào, cho tóc như nào. Không phải là cái sản phẩm nào ra mắt mình cũng cố định trên một cái kiểu tóc, một cái nền tóc đâu các bạn ạ. Và đó là cái lý do mà sao các bạn cứ thấy một review thay đổi mãi, chứ không bao giờ cố định ở một kiểu tóc để cho các bạn có thể yên tâm rằng là cái tóc của ông này chỉ đơn giản khác cho tóc mà thôi. Đấy, thì đấy mình nhấn mạnh với các bạn như thế để cho các bạn hiểu rằng là Analog Paste này nó có những cái tương tác rất là khác so với những cái sản phẩm chỉ thiết kế dành cho Pomodoro, cho Quip hay là cho Crop. Rất là nhiều cái thiết kế về sáp dành cho tóc này, tóc kia, kiểu đó kiểu kia, cho các bạn hiểu một cách rõ ràng và rành mạch như thế. Thì cũng như rằng là nói từ đầu clip, đây là clip và sản phẩm được Yohe tài trợ. Và sản phẩm Analog Paste hiện giờ đang có ở Yohe. Bạn có thể liên hệ từ đến trực tiếp trên website, trên fanpage. Tất cả mọi thứ mình sẽ đặt ở bên dưới phần mô tả clip. Và sản phẩm này có giá là 460.000 nha quý vị. 460.000 được phân phối ở Yohe. Tất nhiên là có những chỗ khác thì mình cũng không biết, nhưng mà kệ, hôm nay là ngày Yohe. Hôm nay là ngày Yohe luôn. Và tất nhiên Yohe cũng rất là ưu đãi khi mà đã tạo sẵn cho mình và các bạn một cái mã giảm giá, cũng như là ở bên kia. Nói là bên kia thực ra không phải là không biết, nhưng mà cái vấn đề là clip này ai tài trợ thì nói người đấy thôi. Đấy, cái đấy là cái hiển nhiên mà. Thì đấy, giống như ở bên kia cũng là NR05 luôn, cũng là NR05 luôn. Các bạn khỏi phải nghĩ ra một cái mạng mới, và cũng là giảm giá 5% trên tổng đơn. Thì cái điều đấy nó rất là tuyệt vời cho các bạn. Nếu các bạn đang ở Hà Nội, các bạn hoàn toàn có thể qua trực tiếp và nói rằng là mình fan của review có mạng NR05 giảm 5% luôn. Và mình nghe nói rằng là ở bên Yohe cũng rất là hay sale. Rất là hay sale luôn các bạn, hay sale đến cái mức mà có một hôm mà cậu em cho mình mượn con Molding Paste của cậu ấy, thì cậu ấy bảo là cậu mua ở Yohe. Tuy nhiên kiểu bất chợt ấy, cậu ấy nói với mình à, cậu ấy mua con Molding Paste rồi với mức giá 400.000. Mình kiểu giá ngon vậy, thực sự luôn. Tức là kể là khi mà Yohe chưa tài trợ cho mình thì mình đã nghe thấy cái điều đấy rồi. Kiểu thực ra thì với mình thì mình không có nhu cầu mua sáp, thế nên là mình qua đấy mình ngắm, thì thực ra là mình ngắm xong mình ngửi, mình cứ quẹt sáp của họ dùng thử thì thực ra là cũng phí thôi. Thế nên là không dám qua đâu các bạn. Nhiều chỗ bán sáp mà mình không dám qua, mình nghịch đâu, bởi vì là thực ra là nhu cầu mình không phải là dùng sáp, mà mình chỉ đơn giản là mượn sáp thôi. Mà bây giờ chả qua giơ cái mặt ra mà chừa ra lại bảo là anh ơi cho em mượn lọ sáp này review, ngại chết đi được đấy. Không nên như thế đúng không các bạn? Thì đấy, để mình ví dụ cho các bạn là Yohe, tức là kiểu như là kiểu đôi khi các bạn ở trực tiếp ấy, các bạn kiểu đến trực tiếp các bạn được sale bất chợt luôn, bất thình lình con cả kinh luôn, không biết kiểu gì luôn, rõ ràng là không biết kiểu gì mà lần. Thế nên nhưng mà ở góc độ là một người cũng làm kinh doanh nha, thì mình có một lời khuyên cho mọi người đấy, hoặc là một cái lời nhắn nhủ với mọi người đấy là khi mà mình nói ra thông tin này, để là mình nói cho mọi người hiểu rằng là Yohe có một cái chính sách giá rất là linh động, rất là linh động luôn. Tất nhiên là nó, thực ra thì họ làm như thế thì mình cũng không rõ là theo đợt hay như thế nào, nhưng mà bởi vì là mình nghe câu chuyện kể như thế để mình có thể kể lại cho các bạn hiểu rằng là ở đây chắc chắn là sẽ có lúc bán rẻ hơn mọi chỗ luôn, chắc chắn là cũng sẽ có lúc bán rẻ hơn mọi chỗ. Và các bạn cứ họ theo dõi Yohe thường xuyên, mình tin rằng sẽ có những cái kèo hay, kèo thơm mà Yohe có thể đem tới cho các bạn. Nhưng mà cũng đừng có nhắn tin cho người ta bảo là anh review nói rằng là thi thoảng anh giảm giá đấy.
thì cái điều này nó không tốt cho kinh doanh một tí nào luôn các bạn nhé. Nó không tốt tốt cho một kinh doanh một tí nào. Cái này mình nói cho các bạn theo có góc độ là mình nghe một câu chuyện của một người em để trải nghiệm như vậy. Nó giống như kiểu là private sale vậy. Đôi khi là người cái người em này, cái bạn fan này, các bạn bạn ấy đến cho hair và anh chủ quý bạn ấy chẳng hạn, thì anh chủ giảm giá, bạn ấy không kể chuyện này với mình, thì mình cũng chỉ kể lại một phần nào đấy với các bạn. Và khi mình kể ở đây thì khiến các bạn hiểu nhầm ấy. Thì đây ở đây mình chỉ nhắc các bạn là không nên là hỏi là anh có khuyến mãi gì không. Tất nhiên là ai thì cũng muốn mua rẻ, ai cũng muốn mua rẻ, nhưng mà ở đây do hè hỗ trợ chúng ta mã giảm giá NR05 rồi, và giảm giá 5% trên tổng đơn, nó không có quá nhiều trên tổng một đơn hàng, nhưng mà nó cũng sẽ hỗ trợ phần nào cái tiền vận chuyển cho các bạn. Đó là những cái gì mà mình cảm thấy rằng là do hè đã rất là ưu ái mình, rất là tuyệt vời để có thể hỗ trợ mình cũng như các bạn mua sắm tại cửa hàng do hè. Và tất cả mọi thứ về do hè mình đã để ở dưới phần bình luận, phần mô tả clip, thì hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình mua sắm, cho dù các bạn ở bất kỳ đâu, nhưng mà hẹn có thể ship, có thể vận chuyển thu phí, vận chuyển thu tiền sau, cash on delivery toàn quốc luôn. Đó là những gì mình có thể nói thì một clip được tài trợ của Analog Base này. Thì cũng nói trước các bạn rằng là do hè thực ra thì không phải chỉ tài trợ riêng con Analog Base này, không các bạn lại bảo là do hè thanh lý. Do hè cũng đồng ý rằng là khi mà mình review tất cả mọi sản phẩm thì mình cũng sẽ nói cái tốt và cái xấu của sản phẩm. Thì các bạn nhìn đấy, đây là sản phẩm do hè tài trợ cho mình, ngoài Analog Base ra thì còn có cả Multipurpose và Standard Pomade của Odao nữa. Thì thực sự mình rất là cảm ơn, bởi vì hai sản phẩm này mình rất là cần, mình rất là cần. Nó hoàn thiện cái line sản phẩm Odao của mình một cách gọi là hoàn thiện gần như là xong hết luôn. Và mình chỉ còn duy nhất hai sản phẩm, đó là Traditional Pomade là con pomade gốc dầu, và con Seesaw Texture Spray, hoặc con xịt tạo kiểu giúp tăng cường kết cấu lọn tóc. Chỉ còn đúng hai sản phẩm đấy sau khi mình review. Và cái con Conditioning Cream nữa, cả ba sản phẩm này là mình sẽ hoàn thiện line Odao này cho tới quý vị, và chắc là cũng sẽ không còn mấy sản phẩm Odao để review nữa. Và quý vị chắc là sẽ bảo mình là review lăn nách với cả gội xả, thì xin thưa quý vị rằng là gội xả thì có thể đi mượn, nhưng lăn nách thì chắc là cũng phải xin tài trợ thôi. Chứ còn mình thì thực sự là cái vấn đề cánh của mình là không có, mà gọi là không nặng đâu, thế nên là cũng chẳng cần lăn nách đâu mà. Mua về mấy trăm nghìn nó cũng hơi lãng phí các bạn. Thực sự luôn, kiểu không biết dùng kiểu gì. Đó là những gì vui vẻ và cái không khí mình muốn nói về cái không khí mà khi mà mình muốn chia sẻ với Yo Hair cho các bạn. Và những cái gì xung quanh con Analog Base hơi dài dòng một chút, nhưng mà vui mà, đúng không? Thì đấy, hy vọng rằng clip này làm mọi người thoải mái, vui vẻ trong buổi tối hôm nay. Cũng như mọi khi, chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày trên YouTube Review. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bộ luôn đẹp trai.